Nhân dịp mọi người tới đây để ăn mừng ngày lễ độc lập Hoa Kỳ sớm, chúng tôi được nghe giọng đàn keyboard rất điêu luyện của anh Mai suốt buổi. Hôm nay bây giờ anh Mai mới có một chút xíu giờ giải lao. Anh Mai có thể cho biết anh đã vào nghề đánh keyboard như thế nào và từ bao giờ thưa anh? Hello anh Lân, nay tôi miss you anh Lân. Em mới vô nghề này được 10 năm nay. Trước đó thì em không biết đánh đờn. Em chỉ nghe em tập lại nhờ những đàn anh chỉ lại cho em thôi. Vì sao anh Mai quyết định vào nghề keyboard thưa anh? Em yêu nhạc từ nhỏ anh Lân. Từ hồi high school mà ở Việt Nam lần. Mình nghe nhạc thì mình không biết làm sao mình diễn tả được cái nhạc. Mình phải dùng những cái dụng cụ nhạc để mình diễn tả cái nhạc thôi. Anh Mai đã vào nghề keyboard và cái cách học hành để mà trở thành một người đánh keyboard một cách chuyên nghiệp như thế này như thế nào? Trước hết là mình phải có một cái đam mê, và thứ nhì là mình phải là chịu luyện tập. Cái công việc đánh keyboard của anh, thường thường anh đánh keyboard ở những cái dịp như thế nào? Em thì đánh ở những tụ điểm ở Bonsa, những quán nhậu. Thì em có về đây em làm cho 4 số 9 được 7 tháng nay. Tiệm này rất là đông khách và rất là action, em khoái action. Trước khi mà về tiệm 4 số 9 action như vậy đó thì Mai đã có dịp làm việc qua ở những nơi nào? Em bonsai em làm nhiều chỗ lắm, cũng 10 năm nay anh. Thí dụ như là xưa em làm My House, Đỉnh Thiên, Bến Lạ, Quán Ngon, em làm những quán chỗ quen thật quen, rồi Sông Thủy. Làm 10 năm nay rồi, đánh qua nhiều quán nhậu rồi, có những cái chuyện như thế nào, vui buồn gì có thể kể một vài chuyện? Em thì lúc nào cũng yêu khách hàng. Người hát thật là điêu luyện thì đánh rất là hứng, mà người hát rất là gọi là hát rất là hát giúp vui văn nghệ thì mình phải đánh rất vui văn nghệ cho người ta. Cái yếu tố nào cần thiết để một người nghệ sĩ đánh keyboard ở trong quán nhậu như thế này cần phải có? Yếu tố thứ nhất là phải kiên nhẫn. Bất cứ người nào lên hát mình cũng phải chiều người ta, mình phải dẫn người ta đi, cái đó là quan trọng nhất. Còn một người đánh hay thì quá dễ dàng. Nói tới đó mình mới hỏi thêm là có nhiều khách hàng thì hát rất hay, bắt nhịp bắt tông rất đúng. Nhưng gặp trường hợp những khách hàng mà gọi là không hát hay, thậm chí hát dở nhưng rất thích hát, thì người nghệ sĩ keyboard phải phản ứng như thế nào thưa anh? Điều thứ nhất là phải rất là kiên nhẫn. Điều thứ nhì là mình phải có một căn bản để mình lấy được cái tông của người ta, là người nam và tông nữ, để mình làm sao mà cho người ta hát không bị bể. Cái đó là quan trọng đó. Đánh keyboard lâu như vậy, anh thấy cái khách hàng nào, người hát nào mà anh thích nhất, cái loại nào? Theo em ấy, thì tất cả những khách hàng ở Bonsa đều rất là dễ thương. Người ta ban ngày ta đi làm, tối người ta đi enjoy nhạc, thì mình phải làm người ta happy. Ai cũng rất là dễ thương. Mặc dù là ai cũng dễ thương như vậy, nhưng mà có lẽ 10 năm trong nghề cũng sẽ có nhiều việc phức tạp xảy ra. Có những cái kinh nghiệm đau thương nào mà đáng nhớ nhất có thể chia sẻ? Em thì có nhiều người, ví dụ những người không biết hát, thì khi người ta lên sân khấu làm sao mà mình dẫn người ta để người ta hát được một bản nhạc, thì cái đó là việc khó nhất mà phải ráng làm được. Buồn nhất của công việc này là gì thưa? Dạ, em rất là happy với việc làm này. I'm so happy. Vui nhất của công việc này là những lúc nào? Vui nhất là khi mình thấy khách đông rồi bà con lên hát nhiều. I'm so happy too. Rồi cuối cùng thì anh Mai cho một cái lời nói nào đó mà chưa bao giờ có dịp nói ra với những người khách hàng của anh có thể sẽ xem cái chương trình này. Em thấy là ở Bonsa này cái trình độ về âm nhạc và nghệ thuật rất là cao. Thì mọi người đều cái trình độ rất là cao.
mặc dù người ta đi nhậu, người ta hát nhưng mà người ta rất là có một trình độ gì âm nhạc rất là cao. À, có lẽ đánh ở quán nhậu nhưng mà có lẽ Mai cũng sẽ không từ chối những cơ hội để phục vụ những cái dịp khác. Nếu mà người ta muốn mời Mai đi trình diễn những dịp khác thì phải liên lạc như thế nào? Xưa anh, lâu lâu em cũng đi show đánh những cái show đặc biệt chứ. Cho liên lạc như thế nào? Em liên lạc em là 714-386-3728. Hoặc là tới quán 4 số 9 phải không? Hay là tới quán số 9 sẽ gặp em. Every night. Cảm ơn Mai cho một cuộc nói chuyện rất ngắn và chúc cho Mai sẽ có nhiều thăng tiến trong sự nghiệp keyboard ở quán nhậu trong những thời gian tới, thưa anh.